xin chào tất cả bạn đến kênh Anh Tư Khải TV. Ủa mà anh Tư ơi, nay tên quay clip gì anh Tư? Hôm nay anh sẽ làm ở clip đó là... Ủa còn biết gì nữa? Trời ơi, vậy mà anh Tư cũng nói nè. À, bữa nay mình quay clip trở về tuổi thơ đi anh Tư. Mày nay nhiêu tuổi rồi hiệp sĩ? Thì tao 13 tuổi chứ nhiêu mày. Ủa mày không phải tuổi thơ chứ lẽ mày tuổi già hả? Ủa thì giờ tao hết quay về tuổi thơ rồi sao? Tao hết tuổi già rồi sao? Được rồi. Thôi khoan khoan đi, tao có ý kiến này nè. Vậy gì? Hai chơi bây giờ mình làm clip chế tạo cha. Thấy kênh mình nó ra làm clip chế tạo khá nhiều view luôn nha. À Tư ơi, hay là anh nay quay clip câu cá Tư ơi. Lâu ngày không câu cá nó ngứa tay Tư. Em muốn được cái cảm giác giật cá Tư ơi. Vậy hả? Dạ. Cha, con thấy pha kè nó không đúng hay cha? Hay giờ mình làm 2 cho 1 đi cha. 2 cho 1 nghĩa là sao? Là vừa chế tạo mà vừa câu cá đi cha. Có lý. Lâu rồi có ý tưởng cũng có lý. Vậy hả, bé nó thích câu cá phải không? Dạ. Ok bạn ơi, thì hôm nay mình cũng lâu câu cá rồi. Nói chung là tụi nó cũng ngứa tay ngứa chân các bạn ơi. Nhưng mà anh có cái lịch chơi như vậy nè. Hôm nay anh sẽ câu cá nhưng mà kết hợp với chế tạo luôn, mấy đứa chịu không? Dạ chịu. Nghĩa là mấy đứa tự chế tạo cái cần câu nè. Dạ. Với cái lưỡi câu để mình câu cá được không? Dạ được. Dạ luôn. Được không? Dạ được. Đó, thì bây giờ mấy đứa đi chế tạo đi nha, để mình thi đấu nha. Đi dạ thôi. Rồi. Ok bạn ơi, để làm được một cái lưỡi câu tự chế bạn, ở đây mình dùng một cái căm xe đạp bạn. Mà bạn lấy cái bánh mà bánh cũ nha bạn. Bạn mà lấy bánh mới một cái hen là đang chạy tới nó quẹo liền rồi té là tôi luôn nha bạn. Tại giờ mình sẽ cắt nha. Đấy. À, đây là cọng giấy thắng dư các bạn. Nam sẽ lùm lưỡi câu bằng cọng giấy thắng các bạn. Mình sẽ cắt cọng giấy thắng dư ra các bạn. Đây, có cọng giấy thắng dư các bạn. Bạn nên nhớ nghe cắt cái thằng Dư nghe, đừng có cắt cái cọng này nghe. Cọng này như bọn nó cắt á là bạn đang chạy phải không? Chó chạy ra không có thắng á là bạn sẽ gãy răng nha các bạn. Đây, mình mới xin được bà nội bằng cái kim tay nè, cái kim tay dễ kẹp tiền nè các bạn thấy không? Đây, giờ mình sẽ bẻ thành lưỡi câu, mình cố gắng mình chiến thắng ngày hôm nay nha các bạn. Giờ mình sẽ làm lưỡi câu bằng cuốc vở cũ nha các bạn. Mình sẽ lấy cái kẽm của nó nè. Các bạn để ý nha, các bạn lấy cuốn vở cũ chứ đừng có lấy cuốn vở mới nha. Lấy cuốn vở mới là các bạn rút cái này ra nè. Đã sẽ bị xúc sở không biên bài được nha các bạn. Giờ mình sẽ rút cái này ra. Ủa tụi bay có đường này làm chưa bay? Rồi. Ủa mà mày xài dụng cụ gì hả? Trời ơi, tao nãy tao đi mua cái kẽm nè, tao sẽ làm bằng cái kẽm luôn nè. Nó kẽm nhỏ thấy không? Wow. 2.000 một cục. Thôi bây giờ tao ngồi tao làm luôn mấy ơi. Ừ. Để tao mượn cái kẽm tao cắt cho. Ủa tí chuột, mày làm xong chưa tí chuột? Chưa mày ơi, mày nãy giờ chưa có xong nữa nè, nó lâu bén quá. Ê tí chuột, mày lấy cái cắm xe đạp chi mày mày lâu dưới tí chuột. Mày bắt chước tao là tí chuột, mày lấy cọng giấy thắng nè, mày cắt ra làm lưỡi như xíu kìa được rồi tí chuột. Đúng. Trời ơi, mày làm cái gì phải có kiên trì chứ mày. Hồi xưa thường người ta nói là có công mà sắt có ngày lên kim á mày. Trời ơi, vậy mà anh tưởng là có công mà sắt có ngày lên sờ ben chứ em tí nè. Ai biểu anh lấy cái công xe bự quá chi nè, lấy kim tay của bà nội nè thấy không. Bẻ xong rồi, nó nhọn sẵn luôn nè. Hôm nay bảo đảm nguyên chất đơn giản. Em hay quá ha, chưa thi mà biết mình thắng rồi. Em coi của anh nè, chưa chắc gì em thắng đâu. Anh lấy cọng kẽm nè, xong anh mài, giờ anh nhọn quắt nè, bây giờ anh bẻ nữa là xong rồi. Phần thắng chắc chắn là của anh em ơi. Ôi, với bay đừng có nổ nữa bây ơi. Chừng nào thi đi rồi biết. One eternity later. Sao hồi đây quay làm thì cái em trẻ trâu tụi mình nó đã chế tạo xong cái lưỡi câu tự chế và cái cần câu tự làm đó. Thì bây giờ mình sẽ review từng thành viên nha. Đầu tiên là thôi lại phát triển đây. Trời ơi. Rồi phát triển giới thiệu đi con. Cha đầu tiên có giới thiệu cái lưỡi câu trước nha cha. Đây lưỡi câu bằng kim tây nha cha. Giờ con bẻ câu chứ con bẻ thành tròn điện cột dây vô nè cha. Ok. Giờ cái gần câu nè, gần câu bút chơi. Ok. Theo con ngày hôm nay bao nhiêu phần trăm để mình thắng cuộc? Con nghĩ là 90 cha. Xin chúc mừng con nha. Rồi cái người tiếp theo là hiệp sĩ. Nó giờ mình lấy cái chai nước mắm mình cắt thành cái nói chung là cục máy đây các bạn. Mình làm cái câu máy nha. Ok. Rồi cái nè cái kẽm của mình làm cái lưỡi chứ nó xíu xíu. Rồi cái lưỡi này bằng cái gì vậy em? Dạ cái kẽm bấm dở anh Tư. Ây cha, xíu à, cái lưỡi câu này câu anh nghĩ là câu cái con
cái đồng tâm cũng dính đó mấy đứa ơi. Lưỡi câu dính dễ thương quá vậy. Đó rồi em cột cho nó cái đầu nhỏ xíu xíu hết lưỡi câu luôn thôi. Nhưng mà nó dính cá bự nó quát không em? Chắc không quát đâu tư, cái lưỡi này nó cứng lắm anh tư. À rất là hay nha, cũng rất là đẹp đó. Hy vọng ngày hôm nay em sẽ chiến thắng nha. Dạ. Còn cái người tiếp theo là ba kia. Em làm cái câu bằng cái bộ lắp ráp lớp 5 anh Tư. Ok quá đẹp luôn ba. Trời ơi ốc quá chừng luôn vậy ta. Rồi dây anh Tư em cột cục phao với cục chì với cái lưỡi câu nè mà. Có gì luôn đó hả? Dạ, cục chì nữa mà. Ê lưỡi câu nè. Ờ lưỡi câu gì siêu nhỏ luôn. Chắc mày dính chắc nó quát luôn á anh Tư. Đúng rồi. Dễ vào dịu hát mày. Cái lưỡi câu này cứng đấy á. À cứng lắm đấy anh Tư. Ok quá là hay luôn. Công nhận nó chế tạo dữ vậy ta, hay quá vậy ta. Thế em bao nhiêu phần trăm để mình chiến thắng ngày hôm nay? Rồi em hả? Em chắc tất hết tất cả phần trăm luôn. Quá hay luôn trời, vậy là đó, nhiêu? 50% thôi. Trời ơi, nổ đã đời còn 50 à. Người tiếp theo là bạn Hữu. Cha con làm bằng chì 2000 này nè, cha. Đó, để qua bên để con giới thiệu. Đây cha con làm chì 2000, con đi mài vô chì nó nhọn rồi cha, thấy không? Đúng của rồi. Con là thon gọn là chuẩn gu luôn rồi cha ơi. Ok, quá là hay luôn. Công nhận cái lưỡi câu nó làm cũng khá là giống á hả? Dạ. Cái lưỡi câu này con cá mập cũng không bứt nữa chứ đừng nói mà cá rô có phi nha. Đúng rồi trời. Xin chúc mừng con nha. Cộng cái dây câu cũng khá là đẹp luôn nè. Dạ. Cá mập quá. Công nhận mấy đây tụi mình nó chế tạo hay quá bạn ơi. Hay hơn mình tưởng luôn á. Dạ. Người tiếp theo là thí chuột. Của em anh Tư là review cái lưỡi câu đó nha anh Tư. Ok. Đây là làm từ cắm xe đạp nha bạn. Trời ơi sao nó u nu thù nù với em, nó mập với hệt diệp sĩ luôn á. Trời ơi cái này em ghét hết sức rồi anh Tư. Mài cái tay sao mà nó cạ vô đó, nó hỏi tay em luôn anh Tư, còn dơ luôn nè. Quá giỏi luôn đó. Đó mày dữ lắm mới được vậy đó anh Tư. Đó còn cái câu thì em lấy lông bia làm một máy luôn tao. Ok công nhận nó hay thì bạn, nó sáng tạo quá trời luôn mà nó mài cái cam xe đạp sao chà bá mà nó mài thành cái lưỡi câu cũng khá là hay đó bạn. Thì em có công mài sắt có ngày cũng nên xà beng à. Đừng trời lo. Ok thì ngày hôm nay anh chúc mừng mấy đứa trước tiên đã hoàn thành cái phần mà chế tạo của mình nha. Dạ. Thì cái thể lệ cuộc chơi anh sẽ giao nha. Bây giờ mình sẽ thi đấu, nói chung mình không đi đâu xa đâu bạn ơi. Mình sẽ câu tại cái đề tí hon này đây. Các bạn thấy không, cái đề tí hon này nó sẽ có những em cá dưới đây nha. Dạ. Đó. Thì bây giờ cuộc chơi anh giao nè. Các bạn nào mà câu dính hai con cá đầu tiên sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Dạ. Mà anh Tư ơi, nãy giờ em chế tạo cực mỗi cái tay luôn à. Mấy giờ anh Tư cho giải thưởng cao nha anh Tư. Ok, giải thưởng cao hết từ trước tới nay luôn là 200k cho người dính hai con cá đầu tiên. Wow. Bây giờ mấy đứa chuẩn bị chưa? Dạ. 1, 2, 3, go. Chúng ta chờ xem nha, bốc bòi lẹ lên. Bốc bòi trước luôn. Các bạn coi thử ngay cái lưỡi câu tự chế vậy, cầm câu tự chế à, đồ của tem mình nhí mình đó bạn ơi. Coi thử ai chiến thắng ngày hôm nay nha. Ai dính hai con cá đầu tiên sẽ chiến thắng nha. Chúng ta chờ xem, như vậy là pha ke người thả lưỡi câu đầu tiên các bạn ơi, rất là nhanh luôn. Nhưng mà ta thường thường nói dục tốc bất đạt nha các bạn. Coi chừng chậm mà chắc nha. Thì cứ mồi cẩn thận nha. Cái điều của mình không biết có cá nhiều không đây, thì chúng ta chờ xem sẽ câu được con nào không lên nha các bạn. Bắt dễ đừng có đụng tay xuống. Trời ơi đây con cá mà lấy cái tay đụng nước à. Ủa mà chơi, nãy giờ chơi giao được chơi sao con không biết câu, mấy con mới chiến thắng cha. Trời ơi nãy giờ nói đây mấy đứa nghe không mấy đứa? Nghe. Ở đó nghe kể đi, coi như mình chơi lại đi ha. Dạ. 1, 2, 3 lẻ lên tí chuột ơi. Dạ, chả như vậy tí chuột là người xuống cần tiếp theo rồi các bạn ơi. Không biết ai sẽ đem em cá đầu tiên lên nha. Quay. Ai vô vô coi. Vô coi. Ủa sao nhấn cho người ta chạy đẹp quá được hả? Cái này nó hết cái máy luôn quá. Trời ơi như vậy là quá nghe dính con đầu tiên rồi bạn ơi. Vô đây. Để đó đây. Trời ơi một con đầu tiên bạn ơi quá hay luôn. Ủa em sĩ theo nó câu tự chế em lên chưa tới bạn mà vô con sĩ. Dạ. Phải ngoài hơi bị bự gì á anh Tư ơi. Đúng rồi, lớp tiếc luôn. Trời hiệp sĩ dính cá bự quá trời luôn bạn ơi. Mình vừa nói với câu nó giật lên luôn. Nhưng mà lớp tiếc lên tới mấy bờ nó lọt xuống rồi các bạn ơi. Nó buồn quá rồi. Chúng ta chờ xem thử ai dính con tiếp theo nữa nha. Đừng có để cho Hoa Ke dính một con là nó win liền nha. Công nhận cái lưỡi câu của Hoa Ke làm gì quên người ta bằng gì em? Em bằng cộng giấy thắng anh Tư ơi. Công nhận cái lưỡi câu bằng cộng giấy thắng xe đạp rất là hay luôn. Cố lên đi. Thôi để con có mấy phút đồng hồ mà dính một con rồi bạn ơi, quá hay luôn. Nhưng mà cái phần thắng thì không biết thuộc về tay của ai nha. Ai chứ ơi. Của anh sĩ lại vượt bạn ơi. Lưỡi câu máy mà quấn cho bạn coi nha. Dạ. Chúng ta chờ xem cần câu máy quấn chém dính nữa bạn ơi. Em giật sớm quá em ơi. Dạ Tư. Con nhận hiệp sĩ nó xém dính hai con luôn bạn ơi. Trời ơi nãy con đầu tiên là dính, là con này dính nữa là quý nữa. Đúng rồi, công nhận cái lưỡi câu nó làm rất là đạt. Nhưng mà câu cá không dính mà nó xảy không à. Chà chà. Không biết là pháp chỉ có dính con nào hôm nay. Cái lưỡi câu bằng cái kim tây các bạn ơi. Mà hết nhảy nó câu sát mé, mình nghĩ có cua dám ăn không hả bạn ơi. Chứ cá thì mình nghĩ còn khuya mới ăn. Hay cha, ăn gì mấy đứa? Ăn không? Đây nó ụt luôn. Trời ơi dễ thương quá trời ơi ta. Cái điều nhỏ xíu mà cá nó ụt quá trời bạn ơi.
Chả chả. Chừng nào có lưỡi câu nào ăn mấy đứa nói anh quay nha, chứ để mấy đứa giật lên bất ngờ quá anh Tư xỉu rồi nha. Chúng ta chờ xem nha, cái này nhỏ xíu là thử dính cá nữa không nha các bạn. Trời ơi, công nhận cái này nhỏ xíu mà có cá phi các bạn ơi. Wow. Rất là dễ thương luôn. Cái này, đây đây. Cái này là mấy anh em mình đi câu các bạn, đi câu ngoài kia vô mình thả mình nuôi phải không bạn? Trời ơi, nó khai cho người ta biết hết trơn rồi trời. Đúng rồi, nó giật áo cho người ta xem lưng luôn. Nè, thì bây giờ mình sẽ khai luôn nha các bạn. Thì những con cá ở đây thì đa số là mấy anh em mình câu dính và mình thả ngoài kia, còn số mình đem đây mình thả mình nuôi, mình làm cá cảnh luôn chứ mình không ăn nha các bạn. Đó, mình đã nói hết các bạn biết rồi. Bây giờ mình sẽ chọn. Trời ơi, trời ơi giật bất ngờ luôn. Sao nó cứ giật giật ngoài ta? Chả chả sao chỉ ngày hôm nay nó may mắn. Ôi trời. Trời ơi, con may xong quá. Trời ơi, Đăng Giang. Con má con đứng dây chưa? Trời ơi, đứng dây mà dính được con bò lẹ lên. Dạ. Như vậy là phát hiện dính một con nữa rồi các bạn ơi. Ôi vậy lên tư, bạn hủ hả? Trời ơi, đục hai đứa câu hiệp sĩ luôn bạn ơi. Bọn phát triển sao mà lưỡi câu khá là ngon mà sao cá nó không ăn ta? Anh Tư hình như cái lưỡi câu của Phát Gen ăn giật con, cái giờ anh nghĩ luôn rồi anh Tư ơi. Đúng rồi, coi giờ dính một con nữa là nó chiến thắng ngày hôm nay nha. Mấy đứa cẩn thận cố gắng lên nha. Dạ. Tí chuột sao em nãy giờ ngồi im ru vậy tí chuột? Chắc tại biến cá này nhỏ mà thấy lưỡi câu em chắc là nó không dám ăn á anh Tư. Đúng rồi, lưỡi câu em chế câu cá mập mà cá phi sao ăn được. Còn Phát Triển, trời ơi sao lâu vậy cá ăn gì trơn vậy? Không biết đi chơi. Chà chà. Mấy bạn ơi, ngày hôm nay chắc tôi win mấy ơi. Ơi bạn, quy được không bạn? Mày cũng dính một con nha bạn. Má anh dính được con chứ đâu dính hai con. Coi em nè. Bắt chuyện nó chưa dính con nào mà nó nổ thì ghê à. Còn tao thì dính hai con nhưng lại bị sảy. Nên giờ tao sẽ quyết định câu thiệt là nhiều cá lên để win. Nói tới nói lui thì nãy giờ chỉ có Pha Ke và bằng hữu dính mỗi đứa một con thôi. Còn lại ba đứa ở đây á thì nói chung là ngồi ngáp rồi thôi. Thiết thực thì chớ cá chạy lên tới đây rồi. Đúng là con mồi chạy lên mỏ nhưng lại bị sảy anh Tư ơi. Đúng rồi, cái đó thường thường ta nói vậy nè. Mồi đã tới tay rồi mà vô khỏi tầm tay mình á chứ không phải con mỏ. Ê! Ơi ca hả? Cha chả ta vừa nói chứ câu đó bạn ơi. Trời ơi. Mà dính thiệt các bạn ơi, quá hay luôn. Trời ơi. Cũng may là con cá nhỏ, nếu không bự là nó chết nó thua rồi. Một con. Yeah. Như vậy là đã có người cạnh tranh rồi. Ba Ke, ba Ngũ và Hiệp Sĩ. Hiệp Sĩ, ba người đã được lọt vào cái vòng trong rồi. Không biết người hôm nay ngày hôm nay ai sẽ giành được cái giải nhất nha. Đố cha quá à, nó lại gần chỗ em nó câu luôn. Đố cha cục pha của con ở đâu á? Trời ơi, bây giờ nó đố cục pha nó nằm tuốt ở trong cái bụi rậm bạn ơi. Cha chở mình thấy cái lưỡi câu của Phát Điển cũng đạt mà sao cá không ăn các bạn ơi. Trời ơi, hết mồi nữa rồi. Trời, chắc tại cục mồi của Phát Điển nó hôi nên cá nó không ăn á Phát Điển ơi. Đúng rồi, Phát Triển sáng có tắm chưa Phát Triển? Dạ chưa anh ơi, em chưa kịp xúc miệng đó. Phải rồi, thôi vậy hiền chuyên cá đâu dám ăn. Ui, hình như cái gì đĩa hay cả, cái đĩa hay cả. Khoan không? Đĩa hay cả. Bố tay dính tao đi, thương thương. Chả chả cá em chỉ ăn nữa bạn ơi, quăng lên đi dính đâu. Quăng lên, quăng lên. Dính đâu bạn ơi. Rất là tiếc luôn. Hai con rồi, như vậy là hiệp sĩ đã thắng rồi bạn ơi. Yeah. Nhưng mà anh Tư thấy chưa đã. Bây giờ câu tiếp đi. Câu tiếp đi. Tại vậy thôi, tao thêm hai câu nữa anh Tư ơi. Bây giờ hiệp sĩ đã thắng với giải thưởng 200k rồi. Bây giờ ai dính một con nữa sẽ cho 100k nữa. Dạ. Chúng ta chờ xem thử nha. Bây giờ không tính nha, bây giờ một con nữa sẽ chiến thắng nha. Chúng ta chờ xem ai sẽ kéo con cá kế tiếp nữa nha bạn ơi. Mình coi chưa có đã bạn ơi. Sao trả sao ngày hôm nay nó win lẹ dữ vậy ta. Mình coi chưa có đã, mình cho 100k nữa bạn ơi. Hiệp sĩ được câu nữa không cha? Cho em sĩ câu luôn. Rồi chúng ta chờ xem thử em sĩ có dính một con lần nữa không nha. Chị nay dính con nữa hả anh Tư? Đúng rồi, nói chung là cái giải giải phụ thôi, anh Tư test thử một câu mấy đứa thôi. À, chứ anh thấy mấy đứa câu chưa có đã gì chơi mà bó gì câu dính rồi. Lẹ quá, lẹ thắng quá. Trời ơi, đối thủ cạnh tranh chưa gì thắng rồi, dính nãy giờ không dính thêm con nữa. Đúng rồi, tao dính là đầu tiên luôn mà sao không biết xui với ta. Tại mày ăn ở không có đứt cho nên nó vậy á Pha Ke. Ở có đứt kìa, nhưng mà tao vẫn dính được một con. Mày ở đời có đứt á, mày có dính được con nào không? Đúng rồi, mày đá mày câu đi tí chuột ơi. Mấy anh nãy khi dễ lưỡi câu của mày hoài kìa. Rồi, mình sẽ chứng tỏ kỹ năng của mình. Mình sẽ câu dính con cá bự chán luôn, cho tụi nó đủ khinh thường mình. Đúng rồi, mấy đứa cố gắng lên chứ, đặng kéo cá lên chứ. Nãy giờ nói thôi mà không thấy ai dính hết trơn à. Trời ơi, còn mọi người. Ôi, dính cá nữa. Dính nữa hả? Dính nữa thôi. Chả thôi, như vậy là Pha Ke là người chiến thắng tiếp theo rồi bạn ơi. Thôi bây giờ mời mấy đứa vô để tao thưởng nha. Dạ. Nói chung thì bây giờ cầm câu mấy đứa chế tạo cũng khá là đạt đó. Wow. Như vậy là cái giải nhất ngày hôm nay đã thuộc về hiệp sĩ nha bạn. Yeah. Rồi em có lời
lời phát biểu nào không khi mà em chế tạo lưỡi câu thành công? Tại và cái cần câu thành công luôn. Mỗi lời anh tới em câu cá đâu lợi mấy này mà bữa nay vô cái phần trắng sáng tạo cần câu anh Tư. Ok. Em cũng lên ngôi đầu bảng anh Tư, mấy này là gì có tuổi sáng tạo cần câu với em Tư ơi. Trời ơi, nó gáy thấy nhiều mấy đứa hả? Anh nói rồi, nó chế tạo được cái là nó gáy liền à. Nhưng mà dù sao cũng xin chúc mừng em. Đó. Cái cần câu nó thấy là lụp sụp nghèo nàn như vậy mà không mà nó câu dính hai cá hay quá trời luôn. Nè cái lưỡi này anh Tư mấy đầu vô, xảy hai con đầu tiên. Em hết hồn, em tưởng là em thua trận này rồi anh Tư. Ai ngờ ngay phút 90 em dính một lần hai con cá luôn anh Tư. Quá là hay luôn con. Cái lưỡi như xíu à. Đơn giản bằng cái gì? Cái kẹp bấm dở anh Tư. Kẹp bấm dở win. Hay quá, đơn giản dễ quá. Nhưng mà dù sao thì cũng xin chúc mừng một người kế tiếp là Pha Ke. Cũng là đã gì vậy gì? Thôi lặn cho giải phụ đi, em coi giải phụ là em làm gì có. Đúng rồi. Thôi em có phát biểu gì không? Em có phát biểu là anh Tư cá này anh Tư không biết nó ăn gì mà ngán ngồi gì. Anh Tư em đưa xuống là mới đội dính. Tưởng là em thắng chứ. Bỏ xuống ngồi em đợi chừng 15 phút gỡn chưa dính. Rồi cái hiệp sĩ dính được con. Rồi em run rồi. Cái em để xuống câu tiếp. Câu cái không nó rẻ anh Tư, nó không dính Tư. Xong rồi hiệp sĩ bỏ xuống câu tiếp. Dính hiệp sĩ dính rồi xong em được giải phụ Tư rồi. Xin chúc mừng em với cái phần mà giới thiệu review dài dòng. Rồi cái người tiếp theo là tí chuột. Cũng em anh Tư. Trời ơi lưỡi câu làm khá là đạt luôn mà. Trời đạt cái lưỡi câu chà má nữa mà đạt. Cái lưỡi câu này mà nó đạt các bạn ơi. Cái lưỡi câu này á mình tưởng là cái mỏ của con cò á bạn ơi. What? Giận tí tôi. Giống y xì luôn á. Tưởng tượng nó bự vậy luôn á. Mà sao con cá nào dính nổi? Tại nên mấy cá nó ăn vàng anh Tư ơi. Vậy hả? Nó chơi nó ăn của em mà nó ăn mấy này không mà anh Tư. Vậy hả? Chứ không phải lưỡi câu chế bự quá con cá nó sợ. Nhưng dù sao thì cũng xin chúc mừng em mà hoàn thành cái phần dự thi của mình nha. Dạ. Dù sao thì cũng xin chúc mừng một lần nữa. Rồi cái người tiếp theo là Phát Nghĩa. Trời ơi cái lưỡi câu của con á cha nó chế đạt. Nhưng mà con cá cha nó bị gì mà nó không ăn của con mà ăn của mấy đứa kia không à cha ơi. À những con cá này nó chơi con vẹt lây phải không? Dạ. Trời ơi ý nó nói cái lưỡi câu nó chế đạt. Nhưng mà con cá nó không ăn. Rồi mình coi lưỡi câu có đạt không. Thì mình thấy cái đầu mũi nhọn cũng khá là có lý nha. Nhưng mà dù sao thì cũng có hên xui trong đó nha các bạn. Dạ. Thì một lần nữa là chia buồn cùng con nha. Còn cái người tiếp theo là bạn Hữu. Cha nghĩ mấy rồi tụi này cha trước khi chơi nó gọi điện thắng cá lóc chịu hồi miếng cá thử ăn của tụi nó rồi giờ. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà dù sao thì cũng xin chúc mừng con đã chế được cái lưỡi câu dạy là câu tự chế nha. Dạ của con thon khá là đẹp luôn nhưng mà thua uổng quá giờ. Ok bạn ơi thì cái cuộc đại chiến giữa cái lưỡi câu tự chế và cần câu tự chế